Rồi cả nhà ơi, sáng sớm thì mình đã có mặt tại nhà mẹ nuôi Po ha. Mình vô tròn một chút xíu coi để coi mẹ có phản ứng như thế nào. Cô ơi, tính tiền điện á. Không có tiền, thiếu đi. Wow, lúc này khỏe không mẹ? Khỏe rồi nha, tính chiều chiều chú có đi làm số nè, mai bán. Ngày mai thứ hai bán hả? Thứ hai bán. Dạ. Dạ, bán tới mà đường tạ tháng 8 mình đó mình nghỉ. Gần tới rồi, còn bữa mấy nay, ngày? Mùng 9 rồi. Bữa nay mùng 9 rồi, còn mấy ngày nữa? Còn 11 ngày, còn 11 ý. Đủ. À, mùng 9. 4 ngày nữa, 5 ngày nữa. 5 ngày nha. 5 ngày là ngày cúng á. 5 ngày vậy, ngày 30 mình đi chùa. Dạ, đúng rồi. Lỡ cỡ rồi, còn gì nữa, còn mấy ngày nữa. Giờ ngày mai đi bán hả? Chiều nay mới đi dặn số nè. À, thì tất nhiên là chiều nay là, ngày mai là khai trương chính thức ha. Đúng rồi, thứ hai. Ủa, này là nhà gì nữa đấy? Đẹp tí ta. Nhà sau mình đó hả? Thì đó, cái liều hôm trước người ta đuổi á. Hơn nửa tháng này. À, hồi đó mình 10 ngày đó không qua thăm. Ừ, ở đằng sau rộng rãi vậy đó hả? Mình nhờ người ta chút đó là đuổi hoài đó, còn nhớ ha. Dạ, hiểu rồi. À, chính là anh Hải làm ở đằng sau này. Ừ. À, tức như là cái máy mình nó đổ xuống đất người ta đúng không? Mình nước nó đổ xuống bên kia. Đúng rồi, hồi đó. Ồ. Mình vợ cái nhà trên á. À. Rồi kho còn cái mấy cái tôn cũ, cây cũ đó mình che đi mình ở. Rồi tôn cũ đâu hết rồi? Bạn với trai hết rồi. Xong cho con xin đi. Trời ơi. Cho bạn với trai hết rồi. Để con xin thì con kiếm miếng đất nào gần đây con dựng lên con ở đây luôn. Lấy cho đi. Giờ cho nhà sau đúng không? Cho là cho nhà sau lúc nào phải là đóng cửa nó lại ha, con không có vô nhà trước được á. Làm dây chút cho luôn. Cho nhà sau hả? À. Cô cho nhà trước đi. Không đâu. Trời ơi, cho nhà trước cho nhà sau, nhà sau có gì đâu, toàn là tôn thì nó có đồ đạc gì đâu. Ồ, đây cả nhà. Thì nhà sau này lúc trước thì mẹ nuôi nói là cái máy này là tức như là tràn nước qua đất của họ bên kia thì họ không có chịu đó, thì bây giờ bên thợ anh Hải cũng đã dàn dựng lên thì ok hết rồi, làm cái máng xối luôn ha. Wow, cái máng xối là nó chạy xuống đây hả mẹ? À. Làm cái ống âm tường rồi sẽ xả ra luôn. Con Dương đã làm cái ống nước lại. Ở một mình là toilet có hai cái luôn. Quá dữ. Sau này sao cái chỗ rửa chén đồ có cái này là anh Hải bắt cho hết trơn luôn hả? Quá trời luôn rồi, sạch sẽ luôn. Ai đâu không phải Hải. Ok, giờ cho nhà sau này cho con đúng không? Con lấy giạc này con mua niệm cái nhớ đóng cửa nha. Chung thôi con ra ngoài đó là con lấy nhà trước luôn á. Lâu quá không gặp rồi. Dạ con là vui. Sáng sớm đi dùng sáng chưa? Xôi nhẹ, tầm ngang chưa? Thời gian xôi ngọt hả? Xôi ngọt, tại lại bác tới nhà. Bên ra ba cái này chiều xe chút cho mình đi làm số. Quá sạch sẽ cả nhà ơi. Rồi chừng ta sổ rồi mình mới có sổ giờ chứ. Ồ, có cái cửa này là cửa sau là mình cửa lùa hả mẹ? Này cửa lùa hả? Rồi, quá ngon ta. Rồi, êm ru luôn rồi. Xài cửa lùa nhà sau, xài cửa lùa luôn. Quá rộng rãi. Gọi làm giấy tờ luôn đi. Hả? Làm gì? Tiền trao cháu móc nói cho nhà sau rồi phải lấy giấy tờ liền đi, xíu con lên phường đi. Ô Quỳnh, bữa nay chủ nhật. Không, bữa nay chủ nhật, không ai làm việc đâu. Để ngày mai đi. Chủ nhật không ai làm việc. Ngày thứ hai đi làm giấy tờ đi xong rồi để con gọi lên chị Hiền tiếng đó để mất công chị nói là giành giật gì kia nữa. Cô cho nhà trước đi. Không cho. Ôi, nhà trước đồ quá trời cả nhà mà mẹ không cho nè. Nhà trước đồ đầy đủ hết trơn mà không cho nhà sau có gì đâu. quá rộng rãi nữa cả nhà. Ở đằng sau này cho một miếng tôn trong này sáng nhà quá ha. Tại vì ngon ba cái tôn cũ mình bán lấy tiền mua nước mua gì cho thở hả? Cho mấy cái ly đồ uống á, tội nghiệp. Bây giờ tất cả là tôn sắt này là mới hết trơn luôn mà. Đấy, dạ. Em con thấy không? Nha. Đồ nát hết trơn rồi. Rồi thay vì mình được cái nhà mình nhờ cái cục xí là hoài.
Tính ra thì các nhà này xong là những kỷ niệm hồi xưa là mất, như là mất mất hết trơn, không còn một dấu vết gì hết trơn luôn. Ra gì mà mất ngày xưa còn đồ đạc trong rúng kia thì đồ đạc con nói đó. Ý là đồ đạc con nói mà cái chỗ này hồi xưa con vô đây quay phim nè, tức là ở đây là có một cái liều, như liều liều gà gì đó thằng cháu á hay là xào phơi đồ gì, nói chung là cũng lụp sụp con à. Nay vô thay đổi hết trơn, trong nhà thì sáng trăng hết trơn luôn rồi. Con chứ không, tại vì á bà cũng có duyên với con. Dạ. Với lại hoàn bệnh hoàn chung đó. Dạ. Lại thường xuyên quay cái hoàn cảnh của dạ của cô mới được như vậy. Của mẹ. Ừ. Mới có cái đồ nào mà xài thừa thừa không, xài không xài tới không? Hả? Có đồ nào mà xài không có tới không? Không, tự bằng với trái rồi. Không, cái đồ trong nhà lớn vậy à. Ê, như à, như là cái bàn ăn này kia nè, nó xài đâu tới đâu. Không, không còn cái nào cũ chứ. Không, cái bàn ăn mới mua kìa. Bàn ăn mới là mẹ đâu có xài tới đâu, có mình ai ngồi ăn bàn đó. Bàn đâu? Để xíu con kêu xe tải vô vớt về luôn. Để kỷ niệm. Cái bàn này nè. Không. Bàn mới mua một bộ ghế salon ngồi ăn kìa. Cho đi, ở mình ai ngồi cái bàn đó. Để kỷ niệm. Kỷ niệm hả? Hồi trước sau con lấy hết à, chứ nói gì nói chứ. Khùng quá ha, nhà trước không cho nhà sau không có cái gì hết. Ông được mua cái giặt che này là ok rồi. Giặt che buông cả chục năm khó rồi. Thì đó, giặt che này trời bốn lưỡng rồi nè. Không có một miếng muối mà ăn luôn cả nhà. 150 à. 150 mà thấy giàn che này chắc chắn luôn á. Mua trời. Hồi trước. Hồi bé Hoa còn nhỏ xíu. Dạ. Mới đi lặng cẩm. Dạ, bé Hoa là hai mấy đúng không? À. Có con rồi, có chồng có con rồi. Còn cái xa cái giường che này á, ngày xưa mình mua cái mà người ta đóng ơn che nhà. Thì che hồi xưa là được, còn che bây giờ làm gì có như che nha. Không có vậy. Dạ, không có đâu. Là làm mối ăn hết à. Làm mối ăn hết rồi. À. Không có mọt không vậy trời ngày. Ừ, không có mọt hả? Ok rồi. Này thường xuyên mình thoa dầu đồ lên là xài mấy chục năm thôi. Mười bài. Mình làm gì làm thì giao cho con luôn, phải ký cái dạng này cho con luôn chứ đừng có nói cho nhà sau không cho đồ đạc á. Cấm nha, cấm qua đằng sau luôn á. Là ở trước luôn đi. Sao cũng được đó. Tính ra ở sau này thiệt, ở đây là một gia đình ta ở được rồi đó. Không. Dạ đúng, hầm thì nó hầm thiệt nhưng mà đối với như người khác người ta không có. Ở sau này là quá ok luôn, gia đình ta ở thiệt là đúng luôn. Có toilet này nè, rộng rãi. Dạ. Rồi tôn thì đâu có dột gì, tôn mới không. Còn tủ cũ. Tính ra làm kỹ càng quá không? Rồi chủ đất người ta có nói gì nữa không? Thôi à. Đúng rồi. Ừ, thì cái đất của người ta chứ mình đâu có đổ nước lên đó được. Không phải, cái chuyện đó mình chắc ta cũng muốn được. Dạ đúng rồi, thì đất của người ta mà. Tại vì đất người ta. Dạ. Như lợi cái mang số của mình á là nước băng qua người ta. Đúng, chính xác. Mình nói mà mình suy nghĩ lại. Đúng rồi. Chứ của mình thì mình cũng sót chứ bộ. Đặt đất. Ví dụ của mình cũng sót. Đúng rồi, cũng sót hả. Đâu mình cũng đâu có chịu. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình nói người ta trần dây cũng không đúng. Không có trần gây không ơi, không phải đâu. Mà còn cái phần á, mình là dân biệt của mình. Dạ. Mà còn một lá cây. Lá cây phải chịu rồi, ở đây toàn cây cối lớn. Cây cối lớn không à. Thì cây là cây sau cổ thụ của này, cây là cây của chùa. Cây của chùa hả? Cây của chủ đất ở đây. À, chủ đất bên kia. Chùa đâu có qua bên đây trồng đâu. Dạ. Chẳng lẽ mình bắt người ta cưa cây hạ cây xuống đâu được, đúng không? Ok, không sao đâu. Mày, từ đầu tới. Được nhà ở vậy là ok, bắt đầu mai ra khai trương rồi đúng không? Có làm tiệc tùng gì không? Dạ, chị chưa làm cái đạt số. Mà có làm tiệc tùng gì không, khai trương á? Không, được rồi. Mẹ thì ok hết đó, nhà trước nhà sau rồi có... Ngại nó làm. Ừ, có cửa. Ngại nó làm, nó từ nhà trên trước nhà liệu này nè nó. Dạ đúng rồi, đúng ở đây chỉ có anh Hải thôi. Ờ. Ok rồi, giờ đi bán thì móc khóa lại thôi, cửa trước cửa sau thôi. Ừ. Nào về mở ra cơm nước thì cứ bỏ lên bếp thì nấu bỏ đó thôi. Đó. Xài bằng điện không hả? Ừ. Rồi bếp ga, bếp. Mà còn xài
Bếp ga lớn biết xài chưa? Biết rồi. Biết hả? Cái này là mình còn xài như lợi phòng à, cái tôn cũ của mình ha, là máy vòm đó cả nhà. À, thấy máy vòm là mình tận dụng lại. À. Đúng rồi, mình tận dụng nó tận dụng chứ thì nên là mình bán cái liệu này. Ba tôn một bơ bán cái trái. Trời ơi cái nhà từ thiện cả nhà. Toàn là máy mà máy chơi đồng máy ngói không cả nhà. Thấy là khắc nhà ta luôn nè. Ôi trời, tường thì sơn thì quá đẹp. Tô là láng bon luôn. Đường xá ở bên hông nhà là không có một miếng sình gì luôn. Quẹt tôi đi. Bây giờ không thấy sình nữa có buồn không? Không. Nhớ lúc trước là đi dưới nước rồi đi dưới bụng dưới sình không, giờ xung quanh toàn là xi măng không có buồn không? Bây giờ như vậy còn gì đó mà buồn nữa. Hỏi hơi thừa đúng không? Hỏi thừa quá. Người nhà mình nhà lớn có dột không mẹ? Có dột gì không? Nếu có dột gì thì báo với ông Hải chứ, qua sửa chữa chứ. Ông Hải nó cũng lại nó ngay không có. Dạ dạ. Thì mưa mấy đám này mình cũng đã biết rồi. Ý là mưa mấy đám nay là mấy ngày nay thì cũng biết rồi. Là dột không dột là mình biết rồi. Bão đâu á? Bão đó. Ừ. Ừ mà quên nữa, hôm trước là có làm mái che nữa hả? Đó. Ủa, làm lâu chưa? Cũng mới làm đây hả? Cái này sao đây rồi nó còn chết à. Nó còn chết lại nó cả nhà làm mà mái che ra lần trước luôn ha. Ô đi vô nãy giờ con không xem nữa rồi. Đúng rồi, này là mới nối ra nè chứ không nối làm sao, cũng mưa cũng tạt rồi. Dạ bữa nay là xe đó hả? Giờ đi xe anh đi chở bé Khôi đi công việc xíu. Gặp nó chưa? Dạ chưa. Nó còn ngủ cái gì á? Chắc còn ngủ. Trời ơi, nhà hồi xưa có cô Po đâu mất tiêu. Nó ngủ tới trưa luôn. Nhà cô Po. Sẽ có con lâu rồi. Chiếc đi dưới ruộng không coi coi kìa. Quá trời xinh. Lỗi ruộng không à? Đi bờ ruộng không? Ừ. Đi nhang xe nè. Căn nhà của Po giờ không hả? Không có nhận ra luôn. Hả? Đi nhang xe nè. Dạ, có xíu đi lên sóc vô. Đi sóc vô nữa. Nè. Bữa nay chủ nhật nè, đi cùng đi. Hả? Bữa nay chủ nhật nha, đi cùng chỗ đi. Cùng chỗ nào? Chỗ nào cũng có con đi hết. Đi hết luôn. Đi lên nhà anh Sên chơi nữa. À, bữa nay chủ nhật nó nghỉ nè. Không biết anh Sên nhà ở đâu con không biết nữa. Chạy xe xuống dài xuống. À, cái đường sau chùa đúng không? Ừ. Rồi, cái đường chỗ mà công viên rồi đi vô tới. Hiểu rồi, cái ao sen hai bên ha. Ừ, tôi hỏi nhà anh Sên đâu. Thì bữa giờ anh Sên cũng mời qua nhà anh chơi quá trời luôn mà chưa, mình đừng không rảnh đi á. Bữa nay nó nghỉ nè, cái nhà nó chơi chút đi. Đúng rồi, nhiều bữa nay nhiều việc quá. Tôi nghiệp á. Bữa nay chủ nhật nghỉ hết rồi. Khỏe mà. Khỏe không? Lúc này ở đây khu này sạch sẽ quá ha. Hết rồi, hết thấy ngập nước với lại rắc lớn gì hết trơn rồi. Hết ngập. Mưa lớn không ngập chứ không đâu biết. Hết ngập ngoài cái đường nhà. Dây nhà đứng vô nhà đây, chàng luôn. Chàng luôn hả? Chỗ đó đâu. Nhà con bo cao quá, đổ hết trơn rồi. Nhà bả được nữa. Tại vì kiểu chạy không nổi. Không có thoát được nước. Đây không có thoát được. Chạy qua bển là ông Lục mới cái chơi, người đâu có chạy đâu. Đây cái thác bển á. Đúng rồi đó, bích được tường bích chưa? Ở bên hông nhà con Quy đi đúng không? Ý là nước thoát đi bên bên nhà không? Dạ đúng rồi. Trời có nuôi gà nữa hả? Hai con gà ác là tính nuôi gà ác nữa. Cậu đâu? Ngủ rồi đó. Ăn ngủ hả? Thì bữa nay không đi mua vậy hả? Cái xe nó bị hư rồi. Xe hư hả? Xe hư đảng chứ gì? Nó khô nhất. À, chấm nhất vô mà thay đảng là được. Ờ, à, mai bắt đầu ra nghề đó. Hả? Ta lấy 500 tờ bán đi. Trời. Đã lấy 100 tờ loại muốn hạ khủng. Bữa nào nó giỡn chứ. 120 là muốn lấy 100 thôi, đủ sức rồi. Thôi, lấy 100 thôi, đủ sức. Lấy 100. Ở mình.
50 cũng được nha tao nói. À, 50 ít quá không có số tao lựa. À vậy hả? Trời ơi, số lửa gì, lấy nào chúng lấy đi. Trời ơi, nói như mình không có được, nhầm vậy đó. Nó kiếm cái số đó, mình không có, nhầm thì không mua nữa. Dạ. Bằng số khó đâu phải dễ đâu à. À, bây giờ tới nhà cô Po, giờ muốn vô phải kêu từ 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 ngoài vô trong rồi đó. Hồi đó vô thì đi thẳng vô sao luôn, còn bây giờ khó lắm. Có chuyện kia làm bộ không nghe nữa. Làm bộ không nghe nữa, thua luôn rồi. Đập cửa luôn chứ, đó không nghe. Chừng kêu là bộ không nghe nữa là mai. Hồi nãy tưởng đâu mấy thằng vô tính tiền điện. Nó kêu, đóng tiền điện cô ơi, nó nhảy xuống liền nha. Tính cãi rồi, tụi bước mới đóng gọi là thu tiền điện chi là gì nữa. Mới đóng gọi ha. Ồ, đây cả nhà, đây là khu... xóm hồi xưa là ghi hình á, đó cô Sáu nè, ngào quá đẹp luôn, là khu nhà của ông Huy. Của ông Huy nè. Dạ. Hôm mới lợi đậu xe đây, rồi vô nói chuyện. Giờ vô là thay đổi hết trơn rồi, ai muốn vô tiệm khu này chắc hơi gì ngỡ ngàng ha. Biệt thự không à? Không dám biệt thự thôi, biệt thự. Ok, thì sáng nay thằng ghé mẹ rồi đi chở anh Khôi đi công việc xíu. Nghe nói chưa? Dạ, xíu rồi. Ok mẹ, vậy hả? Rồi chào cả nhà cái đi. Ừ. Ôi, bye bye. Chào, chúc mừng ngày mai ra nghề mua may bán đất ha. Rồi, chào cả nhà. Ôi, mình xin kết video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo ha, cả nhà. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại.